Trump trở lại Butler đúng một tháng trước ngày dự kiến diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. An ninh đã được thắt chặt đáng kể so với hồi tháng 7. Các đội bắn tỉa được bố trí tại một số tòa nhà xung quanh, trong khi các thiết bị bay không người lái cũng được triển khai để giám sát. Phát biểu sau tấm kính chống đạn tại thành phố Butler, nơi ông từng bị ám sát hụt hồi cuối tháng 7, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa khẳng định sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khuất phục hay gục ngã. Tỷ phú Elon Musk cũng xuất hiện cùng ông Trump trong buổi vận động này. Đây là lần đầu giám đốc điều hành Tesla và là ông chủ của mạng xã hội X tham gia sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump kể từ khi tuyên bố ủng hộ ông sau vụ ám sát hụt. Hàng nghìn người biểu tình ở một số thành phố lớn trên khắp thế giới hôm qua đã xuống đường để yêu cầu chấm dứt đổ máu ở Gaza khi xung đột ở đây diễn ra gần một năm và đang lan rộng ra toàn khu vực. Khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua trung tâm London, Anh, trong khi hàng nghìn người khác cũng tập trung ở Paris, Pháp, Rome, Italia, Berlin, Đức. Tại London, những người ủng hộ Israel vẫy cờ khi những người biểu tình ủng hộ Palestine đi ngang qua. Theo cảnh sát, có 15 vụ bắt giữ trong cuộc biểu tình. Trước một năm ngày lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, ngày hôm qua, tại Rome, khoảng 6.000 người biểu tình đã xuống đường, bất chấp lệnh cấm diễu hành ở trung tâm thành phố. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình quá khích. Tại Berlin, sự kiện thu hút khoảng 1.000 người biểu tình. Họ mang theo cờ Palestine và hô vang các khẩu hiệu. Trong khi đó, những người ủng hộ Israel ở Berlin đã phản đối tình trạng bài Do Thái gia tăng. Xung đột bùng phát khi lực lượng Hamas tại dải Gaza tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza đã khiến gần 42.000 người Palestine thiệt mạng và làm gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người của vùng đất này lâm vào cảnh mất nhà cửa. Quan chức của một số cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc đã mô tả tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Liban và kêu gọi các nỗ lực viện trợ từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah với các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Liban. Người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi hôm qua ngày 5 tháng 10 đã có chuyến thăm Liban. Ông Filippo Grandi cho biết chuyến thăm nhằm đoàn kết với những người dân Liban bị ảnh hưởng để giúp hỗ trợ nhân đạo và kêu gọi thêm sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đồng thời mô tả Liban đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khủng khiếp khi hàng trăm nghìn người dân bị mất nhà cửa hoặc phải di rời do các cuộc không kích của Israel. Cũng trong hôm qua, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban Imran Riza đã cảnh báo về tác động do các cuộc không kích của Israel đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông cho biết các cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Liban đã gia tăng đáng báo động trong những ngày qua. Nhân viên y tế đang phải trả giá đắt nhất bằng mạng sống của họ và hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ. Một ngày trước đó, ít nhất 4 bệnh viện ở Liban đã thông báo ngừng hoạt động do các cuộc ném bom của Israel. Trước đó, Bộ Y tế Liban hôm 3 tháng 10 cho biết 97 nhân viên y tế và cứu hộ đã thiệt mạng do cuộc xung đột Israel-Hezbollah. Các nỗ lực viện trợ của cộng đồng quốc tế cho Liban đã được triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 4 tháng 10 cho biết một chuyến hàng với 30 tấn vật tư y tế đã được chuyển đến Liban. Bộ Y tế Liban hôm qua xác nhận nước này đã nhận được viện trợ y tế từ Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như từ Liên Hợp Quốc. Cuộc xung đột Israel-Hezbollah trong gần một năm qua đã khiến khoảng 2.000 người tại Liban thiệt mạng, hơn 9.000 người khác bị thương và 1,2 triệu người, tương đương khoảng 23% dân số quốc gia Trung Đông này phải di rời. Một tàu của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã bị mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa ở Thái Bình Dương trong khi đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát hải dương. Sáng sớm nay, toàn bộ 75 thủy thủ và hành khách trên tàu đã được giải cứu và đưa đến Samoa an toàn. Theo lực lượng phòng vệ New Zealand, con tàu gặp nạn đã bị mắc cạn gần khu vực phía nam đảo Upolu vào đêm 5 tháng 10 theo giờ địa phương, trong khi đang tiến hành khảo sát thủy văn cách bờ khoảng 1,8 km. Cột khói bốc lên từ tàu Manawanui sau khi bị mắc cạn. Con tàu sau đó bị lật và chìm hẳn vào khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 10. Quân đội New Zealand đang làm việc với nhà chức trách để đánh giá nguy cơ và giảm thiểu tác động môi trường. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judy Collins nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là cứu vớt những gì còn lại của con tàu. Bà cho rằng việc tìm hiểu nguyên nhân tàu gặp sự cố sẽ giúp rút kinh nghiệm tránh tái diễn sự việc tương tự. Nguyên nhân tàu mắc cạn đang được điều tra.
robot sạc điện di động thông minh đã được đưa vào sử dụng trên một số đường cao tốc dẫn đến Thượng Hải trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc, kéo dài một tuần, bắt đầu từ hôm 1 tháng 10. Việc triển khai các robot sạc giúp việc sạc xe ô tô năng lượng mới trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn trong thời gian cao điểm đi lại. Theo Công ty Điện lực thành phố Thượng Hải thuộc Tập đoàn Lưới điện Trung Quốc, các robot sạc di động được triển khai tại các khu vực trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, giúp tránh tình trạng những hàng dài xe ô tô xếp hàng sạc điện tại đây vào các ngày lễ lớn. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chúng tôi đã ra mắt robot sạc di động thông minh. Mỗi robot có công suất 100 kWh và có thể sạc các phương tiện sử dụng năng lượng mới tới 80% công suất trong vòng nửa giờ. Điều này còn giúp giảm bớt tình trạng xếp hàng dài thường thấy trên đường cao tốc khu vực dịch vụ vào các ngày lễ lớn. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, số lượng người di chuyển xuyên vùng sẽ lên tới 1,94 tỷ lượt. Riêng đường sắt cao tốc dự kiến có từ 17 đến hơn 20 triệu lượt di chuyển trong suốt 10 ngày cao điểm của kỳ nghỉ.